Đây, cái chảo hành của chúng ta đã phi xong rồi nè. Nó rất là thơm, nó rất là giòn. Và bây giờ mình sẽ lấy ra vớt ra các bạn nha. Mình sẽ vớt ra, mình sẽ tắt lửa nha các bạn. Vậy đây mà cái chất nóng của nó còn nóng dữ lắm luôn á, cái nhiệt độ của nó còn nóng dữ lắm luôn á, mấy trăm độ luôn đó các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình chuẩn bị cái cối Philips. Đây là cái cối Philips đa năng nha các bạn. Cái cối này nó có cái ký hiệu là HR7629 nha các bạn. Cối Philips nó rất là, cối này là cối đa năng nha các bạn ơi. Chúng ta có thể xay xay sinh tố cũng được nè, rồi xay thịt cũng được nè, xay giò cũng được nha các bạn. Đây có một cái trụ và chúng ta gắn vô đây, nó rất là tiện lợi luôn. Chúng ta thái sợi cũng được nè, thái lát cũng được nè, rồi băm nhuyễn, xay nhuyễn cũng được nè, làm cái gì cũng được nha các bạn ơi. Rất là tiện lợi. Và mình đã mua cái cối này là được coi từ năm 2016. Năm 2016 tới giờ là bao nhiêu? Năm nay là 5 năm rồi nha các bạn. Mà nhà mình buôn bán nên là mình xay liên tục đó các bạn ơi. Đây, rồi chúng ta làm sinh tố cũng được, rồi ép nước chanh cũng được, rồi làm nó nhiều cái chức năng lắm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thái lát nha các bạn. Thái lát để chúng ta thái hành này, chúng ta sắc ra hành sắc lát để chúng ta bỏ vô. Chúng ta sẽ làm cái hành phi nha các bạn nha. Đó, rất là tiện lợi nha các bạn. Tiện lợi lắm luôn. Mình có bóc cái vỏ vô kỳ này các bạn nè. Rất là tiện. Làm cái gì cũng thường hết. Cái này cái gì cũng thường. Có nhiều loại dao lắm. Mình để dao tất cả đâu hết rồi á. Còn cái xay thịt thì cắt cái này với lại làm cái ép nước là còn. Rồi mình đã được một cối rồi nha các bạn ơi. Mình được một cối rồi. Bây giờ mình sẽ đổ ra. Rất là đẹp luôn nha các bạn ơi, đây nè. Các bạn ơi thấy không, sắc lát nè, rất là hành rất là vừa vừa luôn nè. Rất là đẹp luôn. Đó. Và hồi nữa mình sắc xong thì mình sẽ bỏ vô mình phi nha các bạn nha. Đậy lại và mình lại làm tiếp, làm xay vậy cho hết, cho đến hết nha các bạn. Và mình đã xay đến cái cối cuối cùng rồi nha các bạn ơi. Xay hết rồi, mình đổ ra. Bây giờ mình sẽ đi phi nha các bạn nha. Đây, mình đã có một rổ hành rồi. Hành sắc lát nè các bạn nè. Hành tím sắc lát mình tự làm thành ra nó rất là ngon. Bây giờ mình đi bắt dầu lên để mình thắng nha các bạn. Mình phi nha. Hello, chào các bạn, chào cả nhà yêu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà cái cách làm hành phi mà cho nó giòn và thơm, màu đẹp và rất là ngon. Và nó giòn rụm như các bạn, để lâu nó cũng vẫn giòn luôn. Ở đây là một cái bao hành mà mình mua nó tới 50kg, nhưng mà mình đã làm mấy lần rồi. Cái này cũng còn khoảng hai mấy ký nữa. Và mỗi một lần mình phơi đi phơi lại nhiều nắng lắm rồi nè. Nên nó không có mọc mầm. Cũng có một mầm mà ít thôi nha các bạn. Đây này, cối này cũng bị ra mầm nè. Mình phơi nhiều nắng lắm rồi. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách làm như thế nào nha các bạn. Mình đã là làm sạch vỏ được một mớ đây rồi, khoảng 2 kg mấy á. Đây các bạn ơi, đây là cái thau hành khô gần 3 kg nha các bạn ơi. Mình lặt sạch sẽ rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vô mình tự sắc nha các bạn. Các bạn ơi, đây là cái chảo dầu để một hồi nữa chúng ta phi hành nha các bạn ơi, nó đang sôi rồi. Mình để cho sôi già rồi mình sẽ múc qua bên đây một nửa. Mình sẽ múc qua cái chảo này một nửa nha các bạn ơi. Mà trời đang mưa dữ lắm cả nhà ơi. Đây, hồi nữa cái rổ hành này mình sẽ phi lên nha các bạn nha. Mình mới thái xong đó các bạn. Và đây là những miếng chanh nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ nặn chanh vô đây, chanh tươi nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ nặn và giọt nước chanh vô đây. Hồi nãy chúng ta chiên lên mà cái món hành nó rất là giòn và nó rất là thơm và màu vàng rất là đẹp nha các bạn nha. Nặn chanh vô đây. Đây là cái cách phi hành mà số lượng nhiều nha các bạn. Nhà mình là buôn bán nên là mình lần nào mình cũng xào cái số lượng nhiều, phi cái số lượng nhiều các bạn ơi. Mỗi lần là mình phi cả 10 kg, thì có lúc mà rảnh thì mình phi 20 kg lúc mà đắt hàng á. Đây là cái cách phi hành mà số lượng nhiều nha các bạn. Nhà mình là buôn bán nên là mình lần nào mình cũng xào cái số lượng nhiều, phi cái số lượng nhiều các bạn ơi. Mỗi lần là mình phi cả 10 kg, thì có lúc mà rảnh thì mình phi 20 kg lúc mà đắt hàng á. Các bạn ơi, cái chảo hành tím của chúng ta phi gần xong rồi nha các bạn, nhưng mà máy nóng quá mình phải tắt đi thôi các bạn ơi. Này mình phi gần xong rồi nè các bạn này. Phi hành tím chỗ này nó ròn và nó ngon lắm nha các bạn nha. Cái chảo hành
dầu này nó rất là nóng luôn. Ra bây giờ chúng ta cho nổ lửa rồi. Nổ lửa rồi nhưng mà cái tiếng lửa nó vẫn còn lớn lắm các bạn ơi. Và cho nó vàng từ từ tới khi được chúng ta lấy ra nha các bạn nha. Chúng ta vớt ra nha. Nó giòn mà nó đẹp mà nó ngon lắm nha các bạn ơi. Các bạn ơi, cái chảo hành của chúng ta đã phi xong rồi nè. Nó rất là thơm, nó rất là giòn. Và bây giờ mình sẽ lấy ra vớt ra nha các bạn nha. Mình sẽ vớt ra, mình sẽ tắt lửa nha các bạn. Vậy nên mà cái chất nóng của nó còn nóng dữ lắm luôn á, cái nhiệt độ của nó còn nóng dữ lắm luôn á, mấy trăm độ luôn đó các bạn. Mình đã phi xong rồi. Phi hành xong rồi rất là thơm. Mình không biết chỉnh màu cả nhà ơi. Sản phẩm hành phi mình tự mình mua hành củ về, tự mình lột vỏ, tự mình sắt, rồi tự mình chiên, tự mình phi nè các bạn. Chất lượng tuyệt vời luôn. Hành phi tuyệt vời ông mặt trời. Các bạn ơi, đây là cái sản phẩm cái rổ hành phi này các bạn nè. Như vậy đi là biết nó giòn rồi đó các bạn. Nó giòn hay không là mình lắc gì nè. Cái tiếng động, cái tiếng âm thanh của nó đó, nghe sẵn sàng rồi các bạn ha. Đó. Rất là đẹp luôn. Mà nó giòn lắm luôn nè các bạn nè. Giòn lắm luôn các bạn ơi, nó ngọt giòn, nó ngọt đó nha. Mình ăn mình cắn tưởng nó giòn lắm luôn các bạn. Giòn nó thơm, đây cái này là mình tự sắt nha các bạn nha. Đó, mình tự sắt đó. Rồi, hành mình mua nguyên bao luôn. Mua nguyên bao luôn nè các bạn nè. Đây, nhớ củ hành nó bự như thế này nè các bạn nè. Hành mình mua nguyên bao luôn. Đây còn khoảng gần 30 ký luôn nè các bạn nè. Hành củ bự lắm luôn á. Vì cái nó mới có chất ngọt, mà nó ngon mà nó không có hao nha các bạn nha. Mình mua nhà mình buôn bán mình mua nhiều lắm. Đây. Nguyên bao luôn. Mình là thôi đi qua lại nhiều nắng lắm luôn rồi nha các bạn nha. Không có sợ bị bối mà không có sợ bị lên mọng. Có một hai cái lên mọng thôi, trời nắng này mình phơi phơi ra ngoài đó các bạn. Đây là hành tím. Ở Đài Loan thì người ta kêu bằng cũng không thổ lần, nghĩa là cái đầu hành đỏ. Nhưng mà bên Việt Nam mình cho hành tím, mình mua gần 50 kg luôn. Đây, cái đây là cái sản phẩm mình mới sắt ra, mình tự lặt này, rồi tự sắt, rồi tự phi. Rất là đẹp, mình không có biết chỉnh màu thành ra nó không có đẹp màu nha các bạn nha. Đấy các bạn ơi, ai chưa đăng ký thì đăng ký để ủng hộ mình với nha các bạn. Đây hành của nhà em đây. Hành tím của nhà em đây các bạn nha. Đây rổ hành phi của nhà mình đây, sản phẩm mình mới phi xong nhá, thơm mà ngon lắm luôn. Hành tím của mình đây các bạn ơi, rất là giòn luôn. Mới chiên xong nè, mới phi xong á. Giòn lắm luôn các bạn ơi. Đó, bạn ơi nghe thấy nó giòn không? Giòn nó thơm mà nó ngọt nó béo 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 á.